Tu Viện Tường Quang. Tu Viện Tường Quang chủ xứ tại số 21 Queensland Grove, Daga 4076, Brisbane, Australia. Tu Viện Tường Quang được thành lập vào ngày 10 tháng 9 năm 2004 do Thầy Thích Quyền Đạt sáng lập. Địa điểm chùa rất thuận lợi gần ga xe lửa Daga và xe buýt. Thêm vào đó, chùa được tọa lạc gần nơi tập trung đông đảo của đồng bào Việt Nam như là một biểu hiện tốt. Mái chùa che chở hồn dân tộc thật là một thắng duyên cho Phật tử địa phương này đã có một ngôi chùa thờ phượng trang nghiêm. Tu Viện Tường Quang có hai mục tiêu chính để đáp ứng nhu cầu của các dịch vụ cộng đồng cho người Việt tại thành phố Brisbane, tiểu bang Queensland như sau. Thứ nhất, tăng cường tổ chức để hướng dẫn cuộc sống hàng ngày vào phù hợp với con đường thực hành Phật giáo. Thứ hai, tham gia tích cực để đưa thực hành Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh những mục tiêu trên, Tu Viện Tường Quang đã được áp dụng những điều cơ bản tu luyện tinh thần để nuôi dưỡng hạnh phúc, đích thực trong cá nhân hay hoạt động cộng đồng. Tránh ủy thác các hành động xấu xa và không làm bất cứ điều gì gây ra đau khổ cho người khác. Cố gắng thực hiện những hành động tốt cho chúng ta và những người xung quanh. Giữ một tâm trí bình tĩnh và tinh khiết để ngăn chặn nghiệp xấu xuất phát từ ý nghĩ của chúng ta. Đây là những vấn đề cơ bản quan trọng để giúp cho mọi người tu luyện bản thân. Tu Viện Tường Quang có tổ chức sinh hoạt tu học hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật.
Nhân dịp ngày 19 tháng 5 năm 2019, Thầy Thích Quyền Đạt đã long trọng tổ chức kính mừng đại lễ Phật Đản Sanh Phật lịch 2563. Chùa đã được nghinh tiếp nhiều chư Tăng Ni và nhiều Phật tử khắp nơi quy tụ về